Nếu như trong giới mogul, trang chân dung chỉ là một bức vẽ hết sức bình thường, phác họa lại chi tiết khuôn mặt của một con người, thì trong giới phù thủy, những bức tranh này lại có thể động đậy, di chuyển và thậm chí là được sử dụng như một công cụ truyền tin tức. Tuyệt vời quá phải không nào? Mình là Minh Dễ Thương và bây giờ hãy cùng chúng mình khám phá xem có gì hay ho ở những bức tranh chân dung tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts nhé. Ở Hogwarts, các bồ sẽ bắt gặp vô số những bức chân dung của những pháp sư và phù thủy ở bất kỳ nơi nào, ví dụ như hành lang, lớp học, phòng sinh hoạt chung, thư viện, nhất là hai bên tường, ở những dãy cầu thang, có chi chít các bức tranh ở đấy mà mình tin là có ngắm suốt 7 năm học các bồ cũng chẳng thể nào nhớ hết được đâu. Tổng cộng có bao nhiêu bức tranh thì mình cũng không rõ nữa vì đếm không xuể các bồ ạ. Những bức chân dung này ứng xử và hành động theo như người được vẽ. Tuy nhiên, khả năng tương tác giữa những bức chân dung đó với người quan sát chúng có thể đạt được đến mức độ nào vốn không phụ thuộc vào bàn tay của người họa sĩ vẽ nên chúng mà là dựa vào năng lực pháp thuật của đối tượng được dựng chân dung và thời gian mà người ấy dành cho bức tranh. Sau khi bức tranh được dựng, các pháp sư được vẽ sẽ sử dụng bùa chú để đảm bảo tranh của mình sẽ có thể di chuyển theo cách thông thường và mang những nét đặc trưng của pháp sư đó. Vì vậy, những bức tranh có thể sử dụng một số cụm từ yêu thích của chính chủ và bắt chước phong thái hiện hình của họ. Một pháp sư hoặc một phù thủy sở hữu năng lực pháp thuật càng cao, càng mạnh mẽ và dành nhiều thời gian để trao đổi giao tiếp với bức chân dung, thì bức chân dung ấy sẽ càng trở nên chân thực hơn. Ví dụ như bức tranh bà béo, người giữ cửa nhà Gryffindor vẫn còn bày tỏ tình yêu mãnh liệt với đồ ăn và rượu vang. Bà có phong thái đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và có vẻ rất tự tin vào giọng hát hay hơn một chữ ố của mình. Có một lần, bà đã chặn đám học sinh nhà Gryffindor lại để biểu diễn một nốt cao chói lói đến nỗi phải đập tan chiếc ly trên tay bà luôn. Amazing. Hay như bức tranh của ngài Cadogan, người đã tạm thời thay thế khi bức tranh của bà béo bị rách luôn trong trạng thái sẵn sàng thách đấu với bất cứ ai và thường xuyên tỏ ra điên điên khùng khùng, đúng y như cái cách mà họa sĩ tội nghiệp nhìn nhận về ông ta. Có thể nói, họ là những bức tranh hai chiều theo cả nghĩa đen và bóng. Những bức tranh ấy vốn chỉ là đại diện cho các phù thủy hay pháp sư dưới góc mắt nhìn của người phác họa chân dung mà thôi. Nhưng chúng cũng có cảm xúc và cảm nhận được cuộc sống thật bên ngoài. Bằng chứng là trong trận chiến phù thủy cuối cùng tại Hogwarts, có nhiều bức tranh đã hoảng sợ đến mức chạy trốn đi nơi khác và để mặc khung hình ở lại. Và các bức tranh chân dung cũng có chế độ sinh hoạt giống con người thật. Khi màn đêm buông xuống, họ cũng tự đi ngủ như chúng ta vậy thôi. Không biết có bồ nào giống mình không, chứ lúc mới xem phim, mình đã từng nghĩ rằng nếu các bức tranh có thể nói chuyện và bày tỏ cảm xúc như vậy thì tại sao mọi người không làm tranh giống như một bản copy để lưu giữ chính mình và có thể trò chuyện với con cháu sau khi mất. Chỉ có điều là không thể động chạm được thôi. Nếu vậy thì Harry Potter và bao người khác sẽ nguôi ngoai được nỗi đau mất người thân đúng không? Nhưng mà mình đã nhầm mọi người ạ, làm gì có chuyện như thế xảy ra được, mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Những bức tranh này tuy sẽ là có tính cách và nói chuyện y hệt phiên bản người thật, nhưng chúng bị hạn chế về những gì họ có thể nói hoặc làm, tức là giống như một dạng USB nhưng ít dung lượng, hoặc có thể coi đó là bản sao chất lượng thấp cũng được. Tại Hogwarts, các bức tranh không chỉ được sử dụng để trang trí và tôn vinh pháp sư đã mất mà còn có tác dụng làm người giữ của. Để vào được ký túc xá của bốn nhà thì các học sinh cần phải đọc đúng mật khẩu với bức tranh treo ngay trước cửa ra vào. Nếu đọc sai thì đừng hòng các bức tranh sẽ mở cửa cho vào nhé. Trong trường hợp người trong bức tranh đi đâu đó vắng mặt hoặc như bà béo đã bị dọa hoảng sợ đến nỗi không trở về tranh của mình để mở cửa cho lũ học sinh thì sẽ không có cách nào vào ký túc xá nữa. Học sinh nhà Gryffindor đã phải tá túc tạm tại đại sảnh đường cho đến khi bà béo cảm thấy an toàn để trở về bức tranh. Ngoài ra, các bức tranh còn được sử dụng để truyền tin tức bởi vì người trong tranh có thể di chuyển từ bức tranh này sang bức tranh khác hoặc viếng thăm bức chân dung của chính mình được đặt ở khắp nơi khác trên thế giới. Cụ Dumbledore đã từng nhờ cụ Dippet và cụ từng là hiệu trưởng Hogwarts ngày trước đi do thám tình hình ở nơi khác và theo như mình nghĩ thì những bức tranh treo trong phòng cụ đều có mục đích cả đấy. Một bức chân dung thì không biết nhiều về cuộc sống của chủ thể vì chúng chỉ là hình ảnh đại diện cho chủ thể sống mà người họa sĩ đã nhìn thấy. Nhưng điều này ngoại lệ đối với những vị hiệu trưởng ở Hogwarts. Theo truyền thống, tranh chân dung của các đời hiệu trưởng tại Hogwarts sẽ được vẽ trước khi họ qua đời, được cất giữ trong tủ của họ từ khi bắt đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, những bức tranh thường rất cũ. Như đã nói trước đó, càng dành thời gian lâu thì các bức chân dung sẽ càng chân thực. Vì vậy, các bồ có thể thấy bức chân dung của cụ Dumbledore sau khi cụ qua đời được đặt trong văn phòng hiệu trưởng rất thật, lô tả rõ nét vẻ mặt điềm tĩnh đặc trưng của cụ lúc đương thời. Mục đích của việc này là để vị hiệu trưởng đương thời có thể dạy cho bức tranh cách cư xử và kinh nghiệm và bức tranh sau này sẽ truyền đạt lại cho người kế nhiệm. Giống như kiểu Muggle lập trình ra một phiên bản robot của riêng mình vậy.
những bức tranh đó được xem như một dạng hồi ký để hỗ trợ cho vị hiệu trưởng tiếp theo. Không một ai biết sự thâm sâu uyên bác ẩn chứa trong các bức chân dung hiệu trưởng của Hogwarts, ngoại trừ người kế nhiệm và một vài học trò chiêm nghiệm ra sau vài thế kỷ rằng cái dáng điệu ngủ ga ngủ gật của những tấm chân dung mỗi khi có người ghé thăm văn phòng chưa chắc đã là thật. Vậy tại sao không dùng ảnh để thay thế cho tranh chân dung? Đơn giản, đó chính là những bức ảnh có thể chuyển động tại chỗ thôi. Chúng không thể di chuyển từ tấm ảnh này sang tấm ảnh khác, cũng không thể nói chuyện, không thể bộc lộ cảm xúc một cách chân thực giống như tranh được. Với những lý do cơ bản như vậy thì cũng khiến các bồ đủ hiểu vì sao lại không thể thay thế tranh chân dung bằng ảnh được rồi chứ. Để mình giải thích rõ hơn với các bồ nhé, ảnh chụp là ảnh của người thật, việc thật được chụp bằng máy ảnh và sử dụng thuốc sửa ảnh đặc biệt của phù thủy để tạo ra ảnh động. Nó giống như một dạng ảnh GIF của dân Muggle, tấm ảnh sẽ chỉ lặp đi lặp lại một hành động kéo dài trong vài giây mà thôi. Và tranh chân dung cũng không giống một dạng bảng sao khác sự sống là ma. Tranh chân dung có xu hướng bị động và không có khả năng bị tác động vật lý bởi những yếu tố bên ngoài mà chỉ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý thôi. Ví dụ như một con ma có thể bị hóa đá bởi ánh nhìn của tử sa mà Nick suýt mất đầu đã từng là nạn nhân, thì những bức chân dung không hề biến mất hay bị tác động gì cả. Bức chân dung sẽ giữ nguyên trạng thái, tính cách và đặc trưng của chính chủ. Đặc điểm chung của hai bản sao sự sống này là sẽ không chết trừ khi bức chân dung bị phá hủy. Không biết nếu có một bức chân dung của mình trong giới phù thủy thì sẽ như thế nào nhỉ? Có bồ nào tưởng tượng được bức tranh của mình sẽ có cung cách và điệu bộ như thế nào không? Nếu đã mường tượng được rồi thì xin hãy comment cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like, share và nhấn chuông thông báo các video tiếp theo của Tentacles. Mình là Minh Dễ Thương. Còn bây giờ, xin chào các bồ nhé.